Hay chào tất cả mọi người, hôm nay là chủ nhật ngày 15 Tây tháng Giêng. Như lời đã hứa ngày hôm qua thì hôm nay mình sẽ làm một clip và hôm nay mình sẽ đọc một bài viết cho các bạn cùng nghe. Nội dung bài viết này rất là giống với suy nghĩ của mình và mình tin rằng cũng có rất nhiều bạn trẻ hiện nay có cái suy nghĩ tương tự như vậy. Thì các bạn hãy nghe xem bài viết này nó như thế nào. Và mình không phải là một MC, người dẫn chương trình, cho nên cái cách mà mình trình bày đôi khi nó không có được tốt hoặc là mình phát âm không có được rõ ràng thì mong quý vị và các bạn vui lòng bỏ qua cho mình. Và mình xin đọc cái bài viết này. Bài viết mang tên Hồ Chí Minh, chân dung nửa con người. Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê thuộc vùng Đông Bắc Bộ thập niên 1990, nơi mà chủ nghĩa xã hội là đặc trưng và truyền thống. Chúng tôi được học tập với mấy trường xã hội chủ nghĩa, thuộc nằm lòng năm điều Bác Hồ dạy, nghêu ngao hát quốc ca mỗi thứ hai dưới cờ đỏ sao vàng. Cảm thấy thật hãnh diện khi lần đầu tiên được mang khăn quàng đỏ, thật tự hào khi lần đầu tiên được cài lên áo chiếc huy hiệu đoàn. Đôi khi cảm thấy hơi bị phiền toái vì ngày nào cũng phải mang, nhưng cơ bản vẫn tự hào và hãnh diện. Tôi được dạy về Đảng và Bác mỗi ngày, không chỉ từ trường lớp mà còn từ đài báo, làng xóm và cả từ bố mẹ, những người cũng đã từng trải qua một thời giống như tôi. Những đứa trẻ như tôi không hiểu lắm về Đảng, nhưng Bác thì dễ hiểu hơn. Bác như một người ông hiền hậu với chòm râu dài, mái tóc bạc và vầng trán rộng. Bác yêu quý nhi đồng và tất cả nhân dân. Bác thường răn dạy lại con cháu những lời hay ý đẹp. Chúng tôi yêu Bác chỉ đơn giản vì những điều như vậy. Cách đây mấy năm, lần đầu tiên được tiếp xúc với Internet, nghe nói cũng là nhờ công ơn của Đảng và Bác. Tôi liền tìm kiếm những thước phim và hình ảnh về Bác. Bởi với trái tim đầy yêu thương của tôi, nghe đài báo thôi là không đủ. Nhưng thông tin tôi tìm được không chỉ những lời ca tụng Bác mà còn rất nhiều lời chỉ trích, bình luận gay gắt. Cảm xúc đầu tiên của tôi là bị sốc. Làm sao có một người Việt Nam nào lại không yêu mến Bác, thậm chí buông những lời cay đắng đến vậy? Tôi liền lao vào hơn thua nhằm cứu rỗi những linh hồn lạc lối. Nhưng trước những bằng chứng cụ thể mà họ đưa ra, tôi không thể cố cãi. Càng tìm kiếm những thông tin để biện hộ, tôi lại càng thất vọng hơn trước những điều mình mới biết. Cuối cùng, tôi cũng phải dằn vặt mà thừa nhận tất cả những điều mình biết trước đây về Bác mới chỉ là một nửa của sự thật. Thật đắng lòng khi vì quá yêu thương mà phát hiện ra lừa dối. Chính quyền thường tuyên truyền Bác Hồ như một vị lãnh tụ đạo đức sáng suốt, nhưng có thực vậy? Cùng tìm hiểu một sự kiện mà phần lớn chúng ta đều biết: chiến dịch cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam năm 1953 do Bác phát động theo mô hình Trung Quốc. Để mở đầu, vị cố vấn Trung Quốc yêu cầu xử tử bà Nguyễn Thị Năm, hay còn gọi là Cát Hạnh Long, một địa chủ yêu nước đã từng nuôi giấu nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, đóng góp nhiều tiền bạc, nhà cửa cho cách mạng. Ban đầu, Bác Hồ đã phản đối ý kiến này. Bác cho rằng không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà mà người ấy lại cũng giúp đỡ cho cách mạng. Tuy nhiên sau đó, Bác vẫn phải thuận theo ý kiến của cố vấn Trung Quốc. Sẽ không có gì lạ lắm nếu chỉ nói về sự phụ bạc của Đảng và chính phủ. Vấn đề là sau đó không lâu, Bác dùng bút danh CP viết một bài báo với tựa đời "Địa chủ ác ghê", đăng trên báo Nhân dân, lên án bà Nguyễn Thị Năm với đầy những tội ác man rợ nhưng hoàn toàn vô căn cứ. Có thể Bác muốn hợp thức hóa việc giết bà Năm và xa hơn là kích động cho cuộc cải cách long trời lỡ đất. Sau này bà Năm được chứng minh là oan sai. Ngày nay tờ báo đó hoàn toàn có thể bị khởi kiện vì đăng một bài báo nặc danh vu khống, gây hậu quả nghiêm trọng. Còn Bác, một mặt nói không nên đánh phụ nữ dù chỉ đánh bằng một cành hoa, và sự chấp nhận của Bác chỉ là miễn cưỡng thuận theo đa số, một mặt lại viết một bài báo nặc danh
kích động, vu khống người ta không thiếu một tội ác nào. Sự lật lọng của bé dù với bất cứ mục đích gì cũng là không thể chấp nhận. Nhưng đó mới chỉ là phần mở màn oan khiên của một cuộc cải cách đẫm máu và nước mắt. Sai lầm liên tiếp sai lầm, 172.008 người bị đấu tố và giết hại, trong đó 123.266 người sau này được chứng minh là oan sai, mà cũng chỉ là oan theo tiêu chí của đảng. Những con người bị đài ải đó chẳng phải quân thù quân hằn nào, họ chính là những người đồng bào mà điều đầu tiên trong năm điều Bác Hồ dạy phải yêu thương. Bao nhiêu người chết là bấy nhiêu gia đình tan vỡ, các quan hệ xã hội bị tổn thương, một không khí nặng nề bao trùm khắp miền Bắc. Chương trình cải cách ruộng đất phải hoàn toàn chấm dứt năm 1956. Sau đó, Bác và đảng đã tổ chức nhận khuyết điểm và sửa sai. Trong bộ phim tài liệu nổi tiếng Hồ Chí Minh, chân dung một con người, không ai là không xúc động khi nhìn thấy những giọt nước mắt của vị lãnh tụ tối cao phải rơi xuống khi báo cáo trước Quốc hội về những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Nhưng bấy nhiêu đó chẳng là gì so với hậu quả đằng sau những giọt nước mắt và trách nhiệm mà vị trí của Bác đúng ra phải nhận lãnh. Thân là người đứng đầu nhà nước là đi phát động một chiến dịch thiếu tính toán, mặc dù bao tệ hại của nó đã rành rành ở Trung Quốc, gây hậu quả nghiêm trọng, chỉ biết trách cán bộ yếu kém, chính phủ không sâu sát, rồi buông lơi vài giọt nước mắt. Nếu cứ giết người rồi xin lỗi là xong, thì chuyện Lê Văn Luyện đã không phải đi tù. Lẽ ra, điều tối thiểu Bác phải làm là từ chức. Không vì lãnh đạo còn lòng tự trọng nào có thể tiếp tục bám ghế sau khi thực hiện một chính sách tai hại như vậy. Bác vẫn tại vị cho đến lúc qua đời. Vậy mà ngày nay, nhiều người còn tôn sùng Bác. Cũng không thể trách người dân, vì đây là sự sùng bái lãnh tụ mù quáng do tuyên truyền thiếu lương thiện của chính quyền. Tuy nhiên, nó dựa trên những căn cứ hết sức vô lý vì, thứ nhất, Hồ Chí Minh không xứng đáng để trở thành một biểu tượng. Ở sự kiện nói trên, Bác Hồ dù ở vai trò của một lãnh tụ tinh thần hay một nhà chính trị gia đều không thể nào cho là đạo đức và sáng suốt. Quá nguy hiểm khi vận động người dân học tập và làm theo gương Bác. Thứ hai, chính quyền thường viện dẫn công ơn Bác, nhưng một công dân Việt Nam tự nguyện góp sức cho đất nước của mình, sao gọi là hy sinh và bắt người khác phải mang ơn? Thậm chí, chính Bác phải là người mang ơn nhân dân, những người đã tin tưởng trao quyền lực cho Bác và đảng. Một người làm chính trị luôn luôn phải nhớ ơn quần chúng của mình. Có người sẽ nghĩ rằng chúng ta cũng tự nguyện nhớ ơn Bác. Chẳng phải từ nhỏ chúng ta đã bị một hệ thống truyền thông nhồi nhét mỗi ngày. Hệ thống này lại được chính quyền vận hành bằng tiền thuế của dân. Nói cách khác, ngay từ đầu, chúng ta đã tự móc túi để duy trì một hình tượng mơ hồ, gu ngủ chính mình. Chúng ta bị lợi dụng và không có lựa chọn, chứ chẳng phải nhớ ơn gì. Giấy không bọc được lửa. Đến một ngày, thế hệ tương lai sẽ phải giằn xé với những giá trị cũ và mới khi khám phá ra những con người khác của Hồ Chí Minh. Có quá tàn nhẫn hay không khi thế hệ sau phải chịu dằn vặt bởi những ích kỷ mà thế hệ trước để lại? Nguy hiểm hơn, những thành phần cơ hội sẽ lợi dụng sự sùng bái để trục lợi, hoặc những cơ chế yếu kém dựa hơi vào để tồn tại. Từ một bức tượng, tấm ảnh Hồ Chí Minh được làm với tiền thuế của người dân một cách tùy tiện, hay một nhân viên công quyền thẳng tay đánh đập không thương tiếc những người dân biểu đạt ôn hòa tay không tất sắt, đến những dự án, chính sách thiếu cân nhắc dẫn đến thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng và hủy hoại môi sinh. Tất cả điều đó là hậu quả gây ra bởi một hệ thống yếu kém nhưng cố duy trì dựa trên tư duy sùng bái lãnh tụ mù quáng của người dân. Cần phải chỉ rõ và kiên quyết từ bỏ tư duy độc hại này. Đơn giản, nó chẳng có lý do
gì để tồn tại. Cả Kramer và Friedrich Engels đều căm ghét sự sùng bái cá nhân. Không hiểu sao, những học trò ưu tú của hai ông toàn tự thành thánh hóa hết cả. Quyết tâm ngăn nặng sùng bái lãnh đạo phải kể đến ông Lý Quang Diệu, vị cha già lập quốc của Singapore, đất nước với diện tích bằng 1/3 Sài Gòn, nhưng tạo ra GDP gấp gửi Việt Nam. Lúc sinh thời, ông Lý rất thận trọng trong việc cho mượn tên và hình ảnh của mình. Ở Singapore, chỉ có 2 bức tượng bán thân khiêm tốn của ông ở nơi công chúng. Cũng không có cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương bác Lý vĩ đại nào. Tinh thần của người tiên phong nhất định có ảnh hưởng đến hệ thống mà họ tạo ra. Năm 2015, ngay sau khi ông Lý qua đời, có rất nhiều ý kiến cho rằng để tưởng nhớ ông, nên đổi tên sân bay quốc tế Changi thành Lý Quang Diệu hoặc in hình của ông lên đồng tiền Singapore. Tuy nhiên, Thủ tướng đương nhiệm Lý Hiển Long khi đó cho rằng đây đều những ý tưởng tốt, nhưng chúng ta không nên vội vàng ra quyết định về vấn đề này. Đặc biệt là ngay sau khi ông Lý qua đời, chúng ta nên đợi một thời gian sau, xem xét các ý tưởng một cách thận trọng và bình tĩnh. Quyết định sẽ do thời gian thử thách. Đó mới là một việc mà chính phủ của dân, do dân và vì dân cần làm, chứ không phải lao vào ướp xếp và xây lăng mộ cho lãnh tụ trong khi kinh tế khó khăn và chiến tranh leo thang. Thiếu tượng đài và lăng tẩm không khiến nước Mỹ hay Singapore yếu nhược đi. Đầy những tượng đài kỳ vĩ cũng không giúp cho Trung Quốc, Triều Tiên thịnh vượng hơn hoặc được vị nể hơn. Sẽ đến lúc phải thay đổi. Có những người sẽ dằn vặt khi hình tượng sụp đổ, nhưng thà như vậy còn hơn bị ám ảnh bởi một nửa cái bánh mì sự thật. Chúng ta đã dành cả tuổi thơ ngay để tin tưởng và yêu những điều tốt đẹp về bác, nhưng chính bác đã không trân trọng, đã không thành thật, chẳng bao giờ có yêu thương cho những người ích kỷ, chỉ biết dối lừa. Khách quan mà nói, Hồ Chí Minh không thể tôn sùng, nhưng có những điều đáng học tập. Còn trẻ, bác đã đấu tranh đòi tự do dân chủ cho nước nhà, từ yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919, đến tuyên ngôn độc lập năm 1945, bác thể hiện rõ sự lên án và chiến đấu để thay đổi một chính quyền thực dân nửa phong kiến mà bác cho là tồi dở vì không cho người dân tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, không có tự do học thuật, bóc lột người dân đến tận xương tủy, đặt ra đủ loại thuế vô lý để làm dân ta bần cùng. Đó chính là những điều mà chúng ta nên học từ bác. Khi đất nước lâm nguy, phải dấn thân đấu tranh, khẳng khái chống lại bạo quyền, mưu cầu dân chủ tự do. Bài viết này của Nguyễn Thành Lê. Thì đó là nội dung bài viết mà ngày hôm nay mình muốn truyền tải đến tất cả mọi người. Tại sao ngày hôm nay mình lại đọc cái bài viết này? Tại vì mình biết vẫn còn có rất là nhiều người họ vẫn chưa biết được sự thật. Trong đó có một số người họ không muốn tìm hiểu sự thật, họ không muốn đối mặt với sự thật, bởi vì họ sợ cái hình tượng, cái thần tượng của họ bị sụp đổ. Người Việt Nam mình có một cái lòng tự trọng rất là cao, mà đôi khi nhiều người đã đẩy cái lòng tự trọng nó đi quá xa, dẫn đến lệch lạc. Chúng ta tự trọng không phải là chúng ta tìm mọi cách, tìm mọi lý do để biện hộ cho cái lập trường của mình, mà chúng ta tự trọng là chúng ta phải biết sai, nhận sai và sửa sai. Chúng ta phải tìm hiểu những cái thông tin, những cái tin tức, những cái gì về lịch sử, xem những cái lịch sử mình học đã thật sự đúng chưa. Và nếu chưa đúng thì chúng ta phải tìm cái sự thật nó là như thế nào để chúng ta biết. Chứ không phải chúng ta cứ nghĩ, à tôi đã học như vậy rồi thì cả đời này, cả kiếp này nó vẫn là như vậy, còn những cái khác tôi không biết. Cái điều đó hoàn toàn sai trái. Vì hiện nay chúng ta có Internet, chúng ta có mạng xã hội, chúng ta có thể tự tìm hiểu những thông tin. Những cái bạn ở nước ngoài rất là dễ để tiếp cận thông tin và tìm hiểu những cái lịch sử cũng như là những cái vấn đề ở xã hội Việt Nam hiện nay. Còn những bạn ở trong nước, đôi khi các bạn ấy cũng gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì Internet ở trong nước không phải cái gì các bạn cũng có thể xem được.
mà các bạn đã bị chặn bởi một bức tường lửa của an ninh mạng. Những cái vấn đề, những cái tin tức về chính trị hoặc là những cái gì mà nó không tốt, bất lợi cho đảng thì sẽ bị chặn lại, các bạn sẽ không xem được. Thì những bạn mà đã ra khỏi Việt Nam rồi, các bạn phải biết đó là một cái lợi của chúng ta. Chúng ta phải bỏ thời gian, bỏ chút ít thời gian để chúng ta tìm hiểu. Tìm hiểu để làm gì? Để chúng ta biết và chúng ta có thể truyền tải lại cho những bạn trong nước, cho người thân của chúng ta để họ biết được sự thật. Ngày hôm nay mình ngồi ở đây mình nói về Bác Hồ, mình nói về Hồ Chí Minh, không phải là mình muốn biêu điếu hoặc là mình muốn bôi nhọ. Tại vì ông cũng là một người mà mình tôn trọng, một người mà mình thần tượng từ lúc bé. Ngày bé mẹ mình có dạy mình một bài hát mà mình rất là yêu thích. Mình sẽ hát cho các bạn nghe để các bạn biết được cái sự thần tượng của mình đối với Bác Hồ như thế nào. Mặc dù mình hát không có hay. Đêm hôm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu bạc dài, tóc bạc bạc phơ. Em âu yếm hôn đôi má băng, bác gật đầu, bác khen em ngoan. Hồi bé ấy, mình gặp những cái ông cụ mà chạy xe ngang nhà mình, đầu bạc và có râu dài, mình đều gọi Bác Hồ cả. Tại vì mình rất là thần tượng. Mặc dù mình chưa gặp qua Bác Hồ, mình không biết Bác Hồ là như thế nào, nhưng mà trong cái trí tưởng tượng, trong cái đầu óc của mình, cứ nghĩ Bác Hồ là một người rất là vĩ đại, rất là cao cả và rất là gần gũi với đồng bào, rất là yêu thương nhi đồng. Cho nên mình rất là thần tượng. Khi mà mình tìm hiểu, mình biết được những cái sự thật, những cái thông tin, thì thực sự mình cảm thấy rất là sốc. Mình cố tìm những cái thông tin, những cái tài liệu, những cái tin tức nhằm mục đích để mình phản bác, mình phản biện lại cho những cái đó, mình cho nó là sai trái. Nhưng mà mình cứ tìm, càng tìm thì nó càng hiện ra trước mắt rằng những cái lịch sử mà mình đã học nó không đúng, nó bị bóp méo. Những cái tin tức từ bên ngoài rất là nhiều, các bạn có thời gian các bạn hãy tìm hiểu. Mình nói nghe không phải là mình nói xấu, mình chỉ muốn các bạn biết được sự thật. Có nhiều bạn vào chửi mình: mày tự nhiên mày nói Bác Hồ như vậy, mày biết là không có Bác Hồ thì làm sao mà có mày. Là chửi mình những cái câu mà vân tục tiểu ấy. Thực sự từ trước giờ mình nói về những cái điều mà xấu về Bác Hồ, nhưng mà mình vẫn chưa có nói những cái từ ngữ hoặc là dùng cái câu gì mà xúc phạm đến Bác Hồ. Mình không hề. Tại vì Bác Hồ cũng là một cái thần tượng của mình, cho nên mình không hề muốn bôi nhọ. Mình chỉ muốn biết sự thật và mình chỉ muốn nói lên sự thật để các bạn cùng biết mà thôi. Và hiện tại các cô, các chú, các bác cũng đã biết được sự thật. Và con hy vọng là các cô, các bác, các chú hãy dùng cái lòng của mình để mà truyền tải đến những bạn trẻ. Con thấy có nhiều cái comment, có những bạn trẻ họ thật sự là không hiểu biết, nhưng mà họ cũng có muốn ý định muốn tìm hiểu. Nhưng mà có nhiều người vào chửi hoặc là dùng những cái lời không hay, thì những cái bạn này theo cái phản xạ tự nhiên thì bạn ấy sẽ ngay lập tức nổi điên lên và ngay lập tức dùng những cái từ ngữ không hay để mà đối đáp lại. Thì con thấy những cái việc này các cô, các bé, các chú hãy thông cảm cho giới trẻ. Tại vì giới trẻ của chúng con không có tội, không có lỗi gì cả. Chúng ta chỉ là không hiểu biết, chứ không phải là biết mà cố bao biện, cố che đậy hoặc là cố làm theo cái sai. Chúng con chỉ bị bóp méo thông tin, tin tức không có được đến tay của chúng con, cho nên chúng con không biết. Cho nên hy vọng là các bác, các cô, chú, anh chị nào mà biết được sự thật rồi đó, thì hãy dùng những cái lời lẽ, những cái lý lẽ để giới trẻ có thể từ từ có thể nhận thức và nhận biết được. Chứ không phải chúng ta cứ chửi, cứ nói những lời cay đắng thì bọn trẻ nó sẽ hiểu. Không, giới trẻ cần sự mềm mại và ngọt ngào. Dù cái điều mà họ sắp biết đó nó có xấu xa tồi tệ như thế nào, nhưng mà chỉ cần chúng ta có những cái lời lẽ thật là mềm mại giúp các bạn ấy có thể hiểu, thì các bạn ấy sẽ sẵn sàng mà lắng nghe. Chứ chúng ta càng chửi các bạn ấy thì các bạn ấy càng xa lánh và càng cho chúng ta là những con người không có văn hóa, không có lịch sự, và những cái điều chúng ta nói ra hoàn toàn sai trái.
Nên con hy vọng các bác, các cô, chú, anh chị em mà biết được sự thật thì hãy dùng cái lòng của mình để truyền đạt lại cho giới trẻ. Và các bạn trẻ cũng vậy, nếu các bạn muốn biết được sự thật thì các bạn hãy bỏ chút ít thời gian để mà đi tìm hiểu. Chúng ta có Internet, chúng ta có thể lên Internet xem, lên các trang mạng xã hội, lên YouTube, lên Google. Chúng ta có thể dễ dàng tìm được những cái thông tin đó. Đừng có nghĩ là mình ngồi đây mình nói những cái điều này nó hoàn toàn vô lý. Mình đều tìm hiểu và nó có căn cứ cả. Các bạn hãy đi tìm hiểu. Mình không cố tình muốn nói xấu hoặc là bôi nhọ gì đâu. Thì đó là cái nội dung mà ngày hôm nay mình muốn nói, mình muốn gửi đến tất cả các bạn trẻ. Hy vọng các bạn sẽ lắng nghe và đi tìm hiểu thông tin. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã cố gắng lắng nghe cái clip này của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video clip sau.